Tối quá. Giỏi thế. Đó, tiếng Anh mới sao giỏi hơn mẹ nhỉ. Tùng Lâm ơi, thổi đi, thổi đi. Cái này không thổi được à? Đen xì chả nhìn thấy gì. Cũng thổi à? Không phải sinh nhật quái đâu mình. Cứ thổi nhỉ? Con cứ thổi. Con cũng thổi đấy nào. À, con cũng thổi. Cho con ra con thổi. Giỏi nhỉ? Giỏi chứ. Con lấy cái gì đấy? Chùy à? Chùy à? Chùy à? Đấy chị... Chúng Lâm thổi đi nào. Thổi mạnh vào, thổi mạnh vào. Đấy. Mình thổi siêu đấy, mình thổi một cái tắt hết. Ôi Minh, Minh thổi đi, Minh thổi đi. Con thổi đi, con thổi đi. Rồi, ơi giỏi quá. Anh ơi, giỏi quá. Giỏi quá rồi. Hai chục kiểu. Thôi, chụp thế thôi. Đi cho lên thầy đi nhá. Thôi đi. Nào, cả, tất cả.